Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh học toán online Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh học toán online thì vui lòng ủng hộ kênh học toán online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi các video mới nhất từ kênh học toán online Và các em đừng quên truy cập vào trong web học toán online 123.info theo đường link được đặt ở phần mô tả của video để nhận được các tài liệu mới nhất về ôn tập, ôn thi, toán nâng cao của môn toán lớp 3 Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập toán lớp 3 tập 2 bài 106. Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số. Đầu tiên em làm bài tập số 1 tính 1023 nhân với 3 bằng bao nhiêu? Ở đây các em nhân từ bên phải sang bên trái. Đầu tiên em nhân chữ số hàng đơn vị. Lấy 3 x 3 bằng bằng 9, các em viết 9. Các em nhớ là nhân từ bên phải sang bên trái. 3 x 3 bằng 9 viết 9. 3 x 2 bằng 6 viết 6. Tiếp theo là 3 x 0 bằng 0 viết 0. Và cuối cùng là 3 x 1 bằng 3 viết 3. Như vậy là 1023 nhân với 3 thì bằng 3069. Tiếp theo là 3102 nhân với 2 bằng bao nhiêu? các em nhân từ bên phải sang bên trái. 2 nhân 2 bằng 4, viết 4. 2 nhân 0 bằng 0, viết 0. 2 nhân 1 bằng 2, viết 2. Và cuối cùng là 2 nhân 3 bằng 6, viết 6. Như vậy là 3102 nhân với 2 bằng 6204. Sắp phép tính thứ 3 là 2018 nhân với 4 em nhân từ bên phải sang bên trái. 4 x 8 bằng 32. Thì các em viết 2 và nhớ 3. Các em viết 2 nhớ 3. 4 x 1 bằng 4. Do nhớ 3. Các em lấy 4 thêm 3 bằng 7. Viết 7. Tiếp tục là 4 x 0 bằng 0. Viết 0. Cuối cùng là 4 x 2 bằng 8. Viết 8. Như vậy là 2018 nhân với 4 bằng 8072. Tiếp theo là 2172 nhân với 3. Ở đây các em cũng nhân từ bên phải sang bên trái. 3 x 2 bằng 6, viết 6. 3 x 7 bằng 21, viết 1 nhớ 2. 3 x 1 bằng 3, do nhớ 2, các em lấy 3 thêm 2 bằng 5, viết 5. Và cuối cùng là 3 x 2 bằng 6, viết 6. Như vậy kết quả bằng 6516. Rồi bây giờ mời các em sang bài tập số 2. Đặt tính rồi tính. 1212 nhân với 4 bằng bao nhiêu? Các em nhân từ bên phải sang bên trái. 4 nhân 2 bằng 8, viết 8. 4 nhân 1 bằng 4, viết 4. 4 nhân 2 bằng 8, viết 8. 4 nhân 1 bằng 4, viết 4. Như vậy là 1212 nhân 4 bằng 4848. 2121 nhân với 3 bằng bao nhiêu? Kem nhân từ bên phải sang bên trái. 3 nhân 1 bằng 3, viết 3. 3 nhân 2 bằng 6, viết 6. 3 nhân 1 bằng 3, viết 3. 3 nhân 2 bằng 6, viết 6. Như vậy kết quả bằng 6363. Theo phép tính thứ ba, 1712 nhân với 4. Các em nhân từ bên phải sang bên trái. 4 nhân 2 bằng 8, viết 8. 4 nhân 1 bằng 4, viết 4. 4 nhân 7 bằng 28, viết 8 nhớ 2. 4 nhân 1 bằng 4 thêm 2 là là 6, viết 6. Như vậy kết quả bằng 6848. 1081 nhân với 7, 7 x 1 đồng 7 viết 7 7 x 8 bằng 56 viết 6 nhớ 5 7 x 0 bằng 0 thêm 5 là 5 viết 5 7 x 1 đồng 7 viết 7 Như vậy kết quả bằng 7567 Tiếp theo em sang bài tập số 3 Nát nền một phòng học hết 1210 viên gạch Hỏi nát nền 8 phòng học như thế thì hết bao nhiêu viên gạch thì đầu tiên các em tóm tắt nội dung bài toán ở đây 8 phòng học các em biểu thị bằng 8 phần bằng nhau một phòng tức là một phần nát một phòng thì hết 1.210 viên nát 8 phòng như thế thì hết bao nhiêu viên nát 8 phòng thì các em lấy 1.210 viên các em gấp lên 8 lần tức là 1.210 viên được lấy 8 lần. Các em thực hiện phép nhân là 1210 nhân với 8. Như vậy chúng ta có lời giải chi tiết của bài toán là như sau. Số viên gạch dùng để nát 8 phòng học là một phòng là 1.210 viên, 8 phòng các em lấy 1210 các em gấp lên 8 lần. 1.210 nhân 8 bằng bao nhiêu? Các em có thể tạm dừng video để thực hiện phép tính xem kết quả bằng bao nhiêu. Sau đó các em bấm tiếp tục video để theo dõi kết quả của các em tính được với kết quả trên màn hình. Nếu em nào có kết quả bằng 9.680 viên, thì như vậy là các em đã tính đúng. Và các em nhớ comment ở bên dưới video nha. Rồi, ở đây chúng ta có đáp số là 9.680 viên. Tiếp tục mời các em sang bài tập số 4 tính nhẩm phép tính nhầm thứ nhất là 20 x 4 thì cách tính như thế nào? 20 x 4 các em có thể hiểu 20 là 20. 20 nhân với 4 thì các em chỉ việc lấy 2 x 4 bằng 8. Như vậy 20 nhân với 4 bằng 80. 80 các em viết thành số là là 80. 20 x 4 bằng bằng 80. Hoặc là các em có thể tính theo mẹo như sau. 20 x 4 thì các em chỉ việc lấy 2 x 4 bằng 8 ở đây số 20 có một chữ số 0 như vậy các em thêm, viết thêm một chữ số 0 và đằng sau chữ số 8 các em được 80 tương tự 30 x 4 các em lấy 3 x 4 bằng 12 số 30 có một chữ số 0 các em viết và đằng sau chữ số 2 một chữ số 0 các em được 120 40 x 4 các em lấy 4 x 4 bằng 16 viết 16 số 40 có một chữ số 0 như vậy các em viết vào đằng sau chữ số 6 thêm một chữ số 0 thì các em được kết quả bằng 160 200 nhân với 3 200 nhân 3 các em lấy 2 nhân 3 bằng bằng 6 như vậy 200 nhân 3 bằng, bằng 600 300 nhân 3 các em lấy 3 nhân 3 bằng 9 như vậy 300 nhân 3 bằng, bằng 900 hoặc là các em có thể tính theo mẹo là 300 x 3 các em lấy 3 x 3 bằng 9 Số 300 có 2 chữ số 0. Như vậy các em viết thêm 2 chữ số 0 vào đằng sau chữ số 9. 300 nhân 3 bằng 900. 400 nhân 3, các em lấy 4 nhân 3 bằng 12, viết 12. Số 400 có 2 chữ số 0, như vậy các em thêm vào đằng sau số 12 là 2 chữ số 0. Các em được kết quả bằng 1200. 2000 nhân với 2. Các em lấy 2 nhân 2 bằng 4. Ở đây số 2000 có 3 chữ số 0 Như vậy các em viết thêm vào đằng sau chữ số 4 là 3 chữ số 0 Các em được kết quả là 4000 Tương tự 3000 nhân với 2 Lấy 3 x 2 bằng 6 Ta có 6000 4000 nhân với 2 Ta lấy 4 x 2 bằng 8 Ta có 8000 Thì bài tập số 4 đã kết thúc video hôm nay Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video và đừng quên ủng hộ kênh học toán online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi các video mới nhất từ kênh học toán online. Và các em đừng quên truy cập vào trang web học toán online 123.info theo đường link được đặt ở phần mô tả của video để nhận được các tài liệu mới nhất về ôn tập ôn thi toán nâng cao của môn toán lớp 3. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.